Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1982, cư trú xã Kiến An, huyện Chợ Mới, về tội cố ý gây thương tích. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 16 giờ ngày 8 tháng 12 năm 2023, Tuấn đi công việc, đang trên đường về nhà, thì đi ngang qua một quán nước gần xóm. Lúc này, Tô Giang Ân, sinh năm 1974, cư trú địa phương đang nhậu với một số người bạn trong quán. Thấy Tuấn đi ngang nên Ân kêu Tuấn xin khô thịt chó để nhậu. Sau đó, Tuấn về nhà lấy khô đem đến chỗ nhậu và cùng vào ngồi nhậu. Một lúc sau, Ân và Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc đánh nhau, Tuấn dùng con dao bấm mang theo trong người đâm nhiều nhát vào vùng đầu và người của Ân gây thương tích nặng. Sau khi đâm Ân gây thương tích, Tuấn đi về nhà. Riêng Ân được mọi người đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là 10%. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.